bạn thân mến, ở tập trước thì Thái úy Lý Thường Kiệt đã cho quân bao vây kín thành Ung Châu đến nỗi một con ruồi khó có thể thoát được. Thế nhưng liệu thành Ung Châu có dễ công phá như những nơi khác hay sẽ khiến quân Đại Việt trở nên khốn khó hơn? Ngày hôm nay, hãy cùng với Thanh Hiền và Ghiền Sử Việt, chúng ta sẽ tiếp tục tập 7 trong chuỗi series lịch sử Lý Thường Kiệt Bắc Phạt để xem tình hình diễn biến trận đánh như thế nào nhé. Thế nhưng trước khi tham gia video thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ tiếp tục dành sự yêu mến dành cho Ghiền Sử Việt một nút đăng ký kênh để chúng ta sẽ theo dõi thật trọn vẹn và ý nghĩa nhất với chuỗi series này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video thôi. Lo ngại dân chúng nước Tống sẽ vì tự tôn dân tộc mà ứng nghĩa, cùng kết hợp với quân chính quy triều đình ngăn cản quân đội Đại Việt, Lý Thường Kiệt đã có một nước đi thần sầu. Ông cho soạn thảo các văn bản kể tội triều đình Tống, nêu rõ danh nghĩa chuyến xuất quân lần này của Đại Việt gọi là phạt Tống lộ bố văn, rồi cho người niêm yết khắp chặng đường tiến quân. Những bản bố văn truyền ra đem lại hiệu quả tích cực. Đây là đòn dân vận hết sức cao tay và thâm sâu của Lý Thường Kiệt ngay trên lãnh thổ của nước Tống. Việc tiến quân được diễn ra thuận lợi, quân ta chỉ phải đương đầu với quân triều đình Tống mà không vấp phải sự kháng cự tự phát của dân chúng địa phương, nhất là các tuyến hậu cần được an toàn. Ngày 18 tháng 1 năm 1076, Lang Trung tướng quân Tông Đản đã dẫn cánh quân của mình tới châu thành Ung Châu trước. Mấy ngày sau, cánh quân của Lý Thường Kiệt cũng kịp đến nơi để hội quân. Quân Đại Việt kết hợp lại vây thành tới mấy vòng, một con ruồi cũng khó thoát. Chi Châu Tô Giám dựa vào địa thế nơi này, thành cao hào sâu, khí giới lương thực dồi dào để cố thủ trước khí thế hừng hực của quân Đại Việt. Nhưng do rơi vào kế của quân Đại Việt nên gây tổn thất nghiêm trọng quân ở tuyến biên giới, nên binh lực Ung Châu lúc này còn khá mỏng. Quân chính quy trong thành chỉ còn đâu đó chưa tới 3.000 người. Khi cánh quân Đại Việt rầm rộ kéo tới với thế chẻ tre, dân chúng thành Ung Châu hoang mang, lo sợ đến nỗi trở nên hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau tìm cách chạy trốn. Tô Giám cho quân lính tập hợp dân chúng, dùng hết của cải công và của riêng ra để động viên rồi dùng lời phù dụ. Khí giới ta đã dự bị đủ, lương thực trữ cũng không thiếu. Bây giờ giặc đã đến dưới thành, chỉ còn cách cố thủ lấy thành để đợi ngoại viện. Ắt là ta sẽ thắng, nếu có một ai chạy thì lòng dân sẽ náo động và đại sự sẽ hỏng. Nếu các ngươi nghe ta thì sẽ được hậu thưởng, nếu có ai không nghe mà bỏ chạy thì ta sẽ chém. Dân chúng toàn thành do vậy mà nghe theo, như vậy mà cả quân chính quy lẫn quân binh được khoảng 5.000 quân chiến đấu, lại điều động toàn bộ dân chúng trong thành chừng gần 6 vạn người làm phu phen, trợ chiến và tham gia thủ thành. Quân Đại Việt thời điểm đầu sử dụng máy bắn đá bắn phá vào thành, giết nhiều quân dân Tống, lại dùng thăng lắp trên xe đẩy để trèo lên tường thành thì bị quân Tống dùng đuốc dầu và hỏa tiễn đốt cháy thang. Do thành cao, thành ra tượng binh Đại Việt không thể phát huy được thế mạnh vốn có. Tô Giám lợi dụng lúc quân Việt sơ hở mà dùng 100 quân cảm tử chèo thuyền nhỏ dọc theo sông Ung Giang, bất ngờ tập kích quân ta, làm thiệt hại 10 voi chiến và 2 viên tướng của ta tử trận. Quân Ung Châu dùng nỏ thần tí để bắn vào quân Đại Việt công thành. Đây là một loại nỏ lớn có thể bắn một phát được nhiều mũi tên với sức công phá kinh khủng. Điều này khiến quân ta thiệt hại nghiêm trọng. Quân Đại Việt vì tình thế không giáp chiến được, phải lưu ra xa dùng máy bắn đá bắn phá vào thành, vây bức không cho quân dân Ung Thành ra ngoài thành lấy nước. Lưu Di tại thành Quế Châu nhận được tin Ung Châu bị vây, tức tốc sai viên đô giám Trương Thủ Tiết đem quân cứu viện đi giải vây. Trương Thủ Tiết sợ quân Đại Việt sẽ hạ thành Ung Châu sớm, lại nhận được tin báo quân Đại Việt rất đông, cho nên đã dừng quân dọc đường mà nghe ngóng tin chứ không chủ động tiến nhanh. Trương Thủ Tiết dẫn quân đi đường vòng từ Quế Châu tới Tân Châu, đóng quân ở trại Khang Hòa theo dõi động tĩnh. Tô Giám sai người đem thư bọc sáp, cố vật vòng vây để cấp báo cho viên đề điểm hình ngục Tống Cầu. Tống Cầu nhận thư, tức tốc đốc thúc Trương Thủ Tiết. Thủ Tiết bấy giờ mới chịu dẫn quân tiến tới. Lý Thường Kiệt đang vây Ung Châu thì nhận được tin quân cứu viện đang trên đường tới, liền chia cho quân đặt mai phục ở ải Côn Lôn. Đây là một nơi hiểm yếu nằm giữa đường từ Tân Châu tới Ung Châu. Trương Thủ Tiết tới Côn Lôn thì bị quân Việt bủa ra đánh úp không kịp trở tay. Quân Tống vỡ trận thua tàn tác, số bỏ chạy, bị bắt và bị giết nhiều không kể xiết. Trương Thủ Tiết bị chém ngay tại trận tiền cùng các quan tướng khác là đề cử Tả Giang Ôn Nguyên Dụ, Đô Giám Hồ Nam Trương Biện, Tuần Kiểm các châu Ung, Tân Hứa Dự, Tuần Kiểm các châu Liễu, Tân, Tượng Vương Trấn. Đạo viện binh quan trọng này bị diệt, thành Ung Châu đã hoàn toàn bị cô lập, phải cố thủ trong vô vọng. Vậy là sau chiến thắng thần tốc ở trận đầu tiên, thì quân Đại Việt đang phải đứng trước những thách thức.
đặc biệt là khi quân nhà Tống đã bắt đầu chiến lược phản công. Và còn rất là nhiều điều vô cùng thú vị và hấp dẫn đang chờ đợi tất cả mọi người ở những tập sau nữa. Chính vì vậy mà mọi người ơi, hãy dành cho Ghiền Sử Việt một nút like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo ở phía bên cạnh để chúng ta sẽ tiếp tục xem những tập tiếp theo trong chuỗi series lịch sử Lý Thường Kiệt bóc phạt một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất nhé. Và đừng quên để lại một suy nghĩ của tất cả mọi người bằng một lượt bình luận ở phía dưới cho Thanh Hiền cũng như Ghiền Sử Việt được biết. Và bây giờ thì Thanh Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.